những cuộc trò chuyện bởi đấng Christ của thời kỳ sau rốt. Rao truyền phúc âm là bổn phận không thể thoái thác của tất cả những người tin Đức Chúa Trời. Ta nghe nói một số người rao truyền phúc âm chẳng hề có chút lòng yêu thương nào. Đối với quan niệm và vấn đề của những người đang tìm hiểu con đường thật, thông công nhiều lần mà người đó vẫn không hiểu, lại còn hỏi đi hỏi lại, thì những người rao truyền phúc âm không nhẫn nại được nữa và bắt đầu giáo huấn họ. Các anh chị hỏi nhiều quá. Có thông công về lẽ thật bao nhiêu đi nữa thì các anh chị cũng không hiểu. Tố chất của các anh chị quá kém. Các anh chị không có năng lực lĩnh hội, không thể nào đạt được lẽ thật và sự sống. Các anh chị đều là những người đem sức lực phục vụ. Có người khó mà chịu nổi khi nghe những lời đó và trở nên tiêu cực một thời gian. Mỗi người mỗi khác. Có người khi tìm hiểu con đường thật thì thấy rằng lời Đức Chúa Trời đều là lẽ thật. Kể cả khi họ có những quan niệm và vấn đề thì chúng sẽ được giải quyết khi đọc lời Ngài. Những người này đơn thuần như vậy, họ dễ dàng tiếp nhận lẽ thật. Họ tự mình đọc lời Đức Chúa Trời, tìm kiếm, tìm hiểu và rồi khi có người thông công với họ, họ sẵn lòng tiếp nhận con đường thật và gia nhập hội thánh. Nhưng một số người có rất nhiều cái để hỏi. Họ phải tìm hiểu đến khi thấy sáng tỏ ở mọi phương diện. Chỉ cần còn một điểm nào đó mà họ chưa tìm hiểu cho sáng tỏ thì họ sẽ không tiếp nhận con đường thật. Những người này rất dè dặt trong mọi việc. Có những người giao truyền phúc âm lại không có chút lòng yêu thương nào đối với những người như thế. Thái độ của họ thế nào? Tin hay không thì tùy. Không có anh thì nhà Đức Chúa Trời cũng chẳng mất đi bao nhiêu, mà có anh thì cũng chẳng thêm được bao nhiêu. Anh không tin thì cứ đi đi. Hỏi nhiều thế làm gì? Những điều này đã được giải đáp hết rồi mà. Thực ra, những người giao truyền phúc âm này không trả lời rõ ràng những câu hỏi mà những đối tượng phúc âm đưa ra. Họ chưa thông công rõ ràng về lẽ thật, chưa hoàn toàn giải trừ những hoài nghi trong lòng người ta, mà lại muốn người ta vứt bỏ quan niệm và tiếp nhận phúc âm càng nhanh càng tốt. Đây có phải là làm khó người ta không? Nếu người ta nói thật rằng họ chưa hiểu, thì người nên đọc cho họ nghe mấy đoạn lời Đức Chúa Trời có liên quan đến những vấn đề và quan niệm của họ, rồi thông công về lẽ thật để họ hiểu. Có những đối tượng phúc âm thích hiểu tường tận sự việc. Họ muốn chuyện gì cũng phải thật sáng tỏ. Không phải họ muốn làm khó người, không phải họ đang soi mói hay tìm lỗi. Họ chỉ đang nghiêm túc thôi. Khi gặp người nghiêm túc như thế, có những người giao truyền phúc âm không thể giải đáp cho họ và cảm thấy mình thật mất mặt. Thế là họ không muốn thông công với những người như thế. Nói rằng, tôi đã giao truyền phúc âm nhiều năm rồi, nhưng chưa từng gặp ai ba gai như thế. Những người giao truyền phúc âm này gọi người như thế là kẻ ba gai. Thực ra, những người giao truyền phúc âm này chỉ mới hiểu được một nửa của bất kỳ phương diện lẽ thật nào. Họ nói một chút đạo lý to lớn cùng những lời sáo rỗng, rồi khiến người ta tiếp nhận chúng là lẽ thật. Chẳng phải đây là đang làm khó người khác hay sao? Nếu những người khác không hiểu và hỏi về chi tiết, họ sẽ không sẵn lòng và nói: tôi đã giải thích 3 giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời cho anh rồi, đã giải thích rất rõ ràng. Nếu đã nói nhiều như thế mà anh vẫn không hiểu, thì anh nên tự mình đọc lời Đức Chúa Trời để giải quyết quan niệm của mình đi. Lời Đức Chúa Trời ở ngay kia. Nếu anh đọc mà hiểu được thì hãy tin, đọc không hiểu thì đừng tin. Nghe vậy, những đối tượng phúc âm liền nghĩ rằng nếu mình mà hỏi tiếp thì có khả năng mất cơ hội được cứu rỗi và không nhận được phúc lành. Mình sẽ không hỏi nữa,
mau tin theo anh ấy thôi. Sau đó, những người này tiếp tục tham gia nhóm họp và để tâm nghe giảng đạo. Họ dần hiểu một số lẽ thật và dần giải quyết được những quan niệm của mình. Bất kể hiện tại đức tin của họ ra sao, tóm lại, đây có phải là cách thích hợp để giao truyền phúc âm không? Có thể nói rằng những người giao truyền phúc âm này đã làm hết trách nhiệm không? Trong việc giao truyền phúc âm, trước tiên ngươi phải làm hết trách nhiệm của mình. Ngươi phải dựa vào lương tâm và lý trí của mình mà làm mọi việc có thể làm và mọi việc phải làm. Ngươi phải giải đáp bằng lòng yêu thương cho bất kỳ quan niệm và câu hỏi nào mà họ có. Nếu thực sự không thể giải đáp, ngươi có thể tìm một vài đoạn lời Đức Chúa Trời liên quan để đọc cho họ nghe, hoặc các video về lời chứng trải nghiệm có liên quan, hay một số phim chứng ngôn phúc âm có liên quan cho họ xem. Việc này hoàn toàn có thể đạt đến hiệu quả. Ít nhất thì ngươi cũng đang thực hiện trách nhiệm của mình và sẽ không cảm thấy cắn rứt lương tâm. Nhưng nếu ngươi làm qua loa chiếu lệ, ngươi sẽ dễ làm trì hoãn mọi thứ và sẽ không dễ để đưa được người đó về. Trong việc giao truyền phúc âm cho người khác, một người phải làm hết trách nhiệm của mình. Từ trách nhiệm được hiểu như thế nào? Chính xác thì nó nên được đưa vào thực tế một cách đầy đủ như thế nào? Người nên hiểu rằng khi đã nghênh đón Chúa và trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt, người có nghĩa vụ làm chứng về công tác của Ngài cho những ai khao khát sự xuất hiện của Ngài. Vậy, người giao truyền phúc âm với họ như thế nào? Dù trên mạng hay ngoài đời thực, người nên giao truyền theo bất kỳ cách nào đưa được mọi người về và có hiệu quả. Giao truyền phúc âm không phải là việc ngươi cảm thấy thích thì làm, tâm trạng tốt thì làm, không tốt thì không làm. Đó cũng không phải là việc ngươi làm theo sở thích, phân biệt đối xử tùy theo thân phận của người ta. Giao truyền phúc âm cho những người ngươi thích và không giao truyền cho những người ngươi không thích. Phúc âm phải được giao truyền theo yêu cầu của Đức Chúa Trời và các nguyên tắc của nhà Ngài. Người nên thực hiện trách nhiệm và bổn phận của một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, làm tất cả những gì có thể để chứng thực cho những lẽ thật mà ngươi hiểu, cho lời Đức Chúa Trời và cho công tác của Đức Chúa Trời với những người đang xem xét con đường thật. Đó mới là thực hiện trách nhiệm và bổn phận của một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời. Một người phải làm gì trong quá trình giao truyền phúc âm? Họ phải hoàn thành trách nhiệm của mình, làm mọi thứ có thể và sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Có thể là ngươi mới giao truyền phúc âm được một thời gian ngắn, chưa đủ kinh nghiệm, không quá giỏi nói năng và không có trình độ giáo dục cao. Thực ra, những điều này đều không quan trọng. Điều quan trọng nhất là ngươi chọn những đoạn lời Đức Chúa Trời thích hợp, thông công về những lẽ thật đúng trọng tâm và có thể giải quyết vấn đề. Thái độ của ngươi phải chân thành, có thể làm cảm động người khác. Để dù ngươi nói gì thì những đối tượng phúc âm cũng sẽ sẵn sàng lắng nghe ngươi, nhất là khi ngươi nói về những trải nghiệm thật sự và những lời thật lòng. Nếu ngươi có thể làm cho những đối tượng phúc âm thích ngươi, sẵn lòng qua lại với ngươi, sẵn lòng thông công với ngươi và sẵn lòng nghe chứng ngôn của ngươi, thì đó là thành công rồi. Như vậy, họ sẽ coi ngươi là một người bạn tri kỷ, sẵn sàng lắng nghe mọi điều ngươi nói. Ngươi thông công phương diện lẽ thật nào, họ cũng thấy là tốt, thấy đặc biệt thực tế và đều có thể tiếp nhận. Theo cách này, ngươi có thể dễ dàng đưa họ về. Khi giao truyền phúc âm thì phải có sự khôn ngoan này. Nếu ngươi không thể giúp mọi người bằng lòng yêu thương và không thể là một người bạn tri kỷ với người khác, ngươi sẽ thấy việc giao truyền phúc âm và đưa mọi người về tốn quá nhiều công sức. Tại sao những người nói chuyện đơn giản và cởi mở, những người thẳng thắn và nhiệt tình
thì giao truyền phúc âm đặc biệt hiệu quả. Là vì mọi người thích những người như vậy, họ sẵn lòng tiếp xúc và kết giao bằng hữu với những người đó. Nếu những người giao truyền phúc âm như vậy mà hiểu lẽ thật và thông công về lẽ thật một cách đặc biệt thực tế và rõ ràng, nếu họ có thể nhẫn nại thông công lẽ thật với người khác, giải quyết nhiều vấn đề, khó khăn và nghi hoặc khác nhau của mọi người, giúp lòng mọi người thấy sáng tỏ, đạt được sự an ủi lớn lao, thì trong lòng mọi người sẽ thích và tin tưởng họ, coi họ là người bạn tri kỷ, sẵn lòng lắng nghe bất kỳ điều gì họ nói. Nếu một người giao truyền phúc âm luôn đứng trên cao mà giáo huấn người khác, coi họ như trẻ con, như học sinh, thì mọi người chắc chắn sẽ thấy họ rất phiền phức và có ác cảm với họ. Vì vậy, sự khôn ngoan mà ngươi nên có để giao truyền phúc âm chính là trước hết tạo ấn tượng tốt với người khác, khiến người khác thấy thích thú cách nói chuyện của ngươi. Sau khi nghe ngươi nói, họ sẽ có thể đạt được điều gì đó và hưởng lợi. Như thế, việc giao truyền phúc âm của ngươi sẽ thuận lợi, suôn sẻ và có hiệu quả. Cho dù có thể một số người không tiếp nhận phúc âm, nhưng họ sẽ thấy ngươi là một người tốt và sẵn lòng qua lại với ngươi. Những người giao truyền phúc âm nên biết cách qua lại với mọi người. Quảng giao bằng hữu là con đường không tệ. Ngoài ra, vẫn còn một điều quan trọng nhất. Bất kể ngươi giao truyền phúc âm cho ai, thì trước hết phải chuẩn bị thật nhiều, phải tự trang bị cho mình lẽ thật, nắm vững các nguyên tắc, biết cách phân định con người, chú trọng những phương thức khôn ngoan. Việc chuẩn bị này phải được kiên trì rèn luyện. Trước hết, trong những cuộc nói chuyện với những người đang tìm hiểu, người phải hiểu và nắm được bối cảnh của họ thế nào, họ thuộc giáo phái nào, chủ yếu họ có quan niệm gì, tính cách của họ là hướng nội hay hướng ngoại, năng lực lĩnh hội của họ tới đâu và nhân phẩm của họ thế nào. Đây là điểm tối quan trọng. Chỉ khi nắm bắt được tình hình thuộc mọi phương diện của đối tượng giao truyền phúc âm, thì việc giao truyền phúc âm của ngươi sẽ hiệu quả hơn nhiều, và ngươi sẽ biết cách kê đúng thuốc để giải quyết những quan niệm và vấn đề của họ. Nếu ngươi gặp những cám dỗ từ những kẻ ác, những người vô thần hoặc ma quỷ, ngươi cũng sẽ có thể phát giác được chúng, phân định được chúng và mau chóng từ bỏ chúng. Đọc lời Đức Chúa Trời có thể giúp tỏ lộ mọi loại người. Những kẻ ác và những người vô thần mà nghe thấy lời Đức Chúa Trời thì sẽ thấy ác cảm. Ma quỷ không thích nghe lời Đức Chúa Trời. Chỉ những ai khao khát lẽ thật mới thấy hứng thú. Họ sẽ tìm kiếm lẽ thật và đặt những câu hỏi. Như thế, người có thể xác định họ là những đối tượng phúc âm tiềm năng, rồi mới có thể thông công với họ về lẽ thật một cách có hệ thống. Khi thông công lẽ thật, thì có thể nắm rõ hoàn toàn tố chất của những đối tượng phúc âm này. Họ lĩnh hội lẽ thật thế nào, nhân phẩm ra sao. Như thế, chúng ta sẽ biết nên bỏ công sức cho những người nào và biết cách để thông công về lẽ thật. Dù có bỏ bao nhiêu công sức cũng sẽ không thành công cốc. Trong quá trình giao truyền phúc âm, nếu ngươi không hiểu, không nắm được tình hình của bên kia và không kê đúng thuốc thì sẽ không dễ để đưa được người ta về. Kể cả khi ngươi đưa được một vài người về thì cũng chỉ là tình cờ ngẫu nhiên mà thôi. Những người hiểu lẽ thật và có thể nhìn thấu sự việc thì khi giao truyền phúc âm sẽ có thể ít đi hoặc không đi đường vòng. Người nên giao truyền thì họ giao truyền, người không nên giao truyền thì họ không giao truyền. Họ nhìn thật chuẩn rồi mới giao truyền, không làm việc vô ích. Như thế, họ thực hiện bổn phận với hiệu suất cao hơn, ít lãng phí công sức, đạt được hiệu quả tốt hơn. Vậy nên, nếu ngươi muốn giao truyền phúc âm đạt được hiệu quả,
thì phải trang bị lẽ thật cho mình và thực hiện đủ công tác chuẩn bị. Nếu ngươi gặp một người trong tôn giáo mà có tri thức về kinh thánh, mà ngươi lại chưa đọc kinh thánh thì sao? Ngươi nên làm gì? Lúc đó cũng đã quá muộn để trang bị lẽ thật về kinh thánh. Vì vậy, ngươi nên mau chóng giới thiệu họ với một người giao truyền phúc âm hiểu kinh thánh. Hãy giao người này cho bất kỳ ai hiểu kinh thánh. Làm như thế là phù hợp với nguyên tắc lẽ thật. Nếu ngươi vẫn cố mù quáng khoe tài bằng cách cố chấp giao truyền phúc âm cho người như vậy, kết quả là họ không tiếp nhận phúc âm. Chuyện này là do ngươi vô trách nhiệm mà ra. Ngoài ra, những khi không làm việc, ngươi phải dành thời gian để trang bị tri thức về kinh thánh. Giao truyền phúc âm mà không có chút tri thức nào về kinh thánh thì không được. Có không ít câu hỏi của những người tìm hiểu có liên quan đến những lời trong kinh thánh. Nếu hiểu kinh thánh, người có thể dùng lẽ thật về kinh thánh để giải quyết những câu hỏi này. Bất kể đối tượng phúc âm có những quan niệm gì, người đều có thể tìm những câu kinh thánh và những lời Đức Chúa Trời tương ứng để giải quyết quan niệm của họ. Như thế mới đạt được hiệu quả. Vì vậy, giao truyền phúc âm thì phải có tri thức về kinh thánh. Ví dụ, người nên biết Cựu Ước có những lời tiên tri nào, Tân Ước có những chương nào, câu nào làm chứng về sự tái lâm của Đức Chúa Trời và công tác của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau Rốt. Người nên đọc những lời này nhiều hơn, nghiền ngẫm chúng kỹ hơn và thuộc nằm lòng chúng. Ngoài ra, ngươi phải hiểu cách mà những người trong tôn giáo hiểu những câu kinh thánh này, suy ngẫm cách thông công để khiến họ có được lý giải chính xác và thuần túy về những câu này, rồi kết hợp những câu kinh thánh này để dẫn dắt họ hiểu được công tác của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau Rốt. Đây có phải là đang thực hiện công tác chuẩn bị không? Đây chính là thực hiện công tác chuẩn bị. Người phải hiểu được nhu cầu của những loại người khác nhau đang tìm hiểu con đường thật, rồi thực hiện công tác chuẩn bị tùy theo tình huống. Như thế, người mới làm hết sức mình và làm hết trách nhiệm. Đây là trách nhiệm của người. Có người nói, con không làm như vậy đâu, con chỉ cần đọc kinh thánh vài lần là được rồi. Bất kể là giao truyền phúc âm cho ai, con cũng luôn nói những lời y hệt. Những lời mà con dùng để giao truyền phúc âm là cố định và không thay đổi. Con sẽ dùng những lời này, họ tin hay không thì tùy. Họ không tin thì sẽ không nhận được phúc lành. Họ không thể đổ lỗi cho con. Suy cho cùng thì con đã làm hết trách nhiệm rồi. Họ có làm hết trách nhiệm không? Tình huống của người đang tìm hiểu như thế nào, họ bao nhiêu tuổi, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, sở thích, tính cách, nhân tính, điều kiện gia đình, vân vân của họ như thế nào? Người chẳng biết điều gì cả mà vẫn đi giao truyền cho họ. Người không thực hiện công tác chuẩn bị và không bỏ chút công sức nào cả. Vậy mà ngươi vẫn cho là mình đã hoàn thành trách nhiệm sao? Đây chẳng phải là lừa bịp mọi người hay sao? Thực hiện bổn phận thế này là qua loa chiếu lệ, là thái độ vô trách nhiệm, là thái độ qua quýt. Người giao truyền phúc âm bằng một thái độ như thế, rồi không đưa được ai về. Người lại nói, anh ta không tin thì đó là cái rủi của anh ta. Hơn nữa, anh ta không hiểu chuyện thuộc linh, cho nên anh ta có tin đi chăng nữa thì cũng không thể đạt được lẽ thật, không có cách nào được cứu rỗi. Nói như vậy là vô trách nhiệm, là trốn tránh trách nhiệm. Rõ ràng ngươi không thực hiện tốt công tác chuẩn bị. Rõ ràng ngươi đã không làm hết trách nhiệm. Ngươi đã không thực hiện bổn phận một cách trung thành. Vậy mà ngươi vẫn viện cớ bằng cách đưa ra đủ mọi lý do, nói những lời trốn tránh trách nhiệm. Đây là loại hành vi gì?
Đây gọi là lừa gạt. Để trốn tránh trách nhiệm, người xét đoán người ta, quy định người ta, nói những lời lung tung vô trách nhiệm. Đây gọi là kiêu ngạo và tự cho mình là đúng, thâm hiểm và ác độc. Đây cũng gọi là lừa gạt, chính là đang cố lừa gạt Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời đã giao phó bổn phận giao truyền phúc âm cho ngươi, thì ngươi nên tiếp nhận sự giao phó của Ngài một cách cung kính và thuận phục. Ngươi nên cố gắng đối xử với những người đang tìm hiểu chân đạo với tấm lòng yêu thương và nhẫn nại, có khả năng chịu thương chịu khó, giao truyền phúc âm một cách nghiêm túc và có trách nhiệm, thông công rõ ràng về lẽ thật và đạt đến mức độ có thể giải trình với Đức Chúa Trời. Đây là thái độ mà ngươi nên có khi thực hiện bổn phận. Nếu có người đang tìm hiểu con đường thật mà tìm đến ngươi để tìm kiếm lẽ thật, thế mà ngươi mặc kệ họ, không thể nghiêm túc thông công về lẽ thật với họ và giải quyết vấn đề của họ, thậm chí tìm cớ, nói rằng bây giờ con không có tâm trạng. Bất kể họ là ai, họ khao khát lẽ thật và sự xuất hiện, công tác của Đức Chúa Trời đến thế nào cũng không phải việc của con. Việc họ tin hay không tin không phải nằm ở con. Nếu Đức Thánh Linh không làm việc, thì con có thực hiện bao nhiêu công tác chuẩn bị đi nữa cũng vô ích. Vậy nên, con sẽ không phí công sức đâu. Dù sao thì con cũng đã nói mọi lẽ thật mà con hiểu. Họ có tiếp nhận hay không là chuyện của Đức Chúa Trời, chẳng liên quan gì đến con. Đây là thái độ gì vậy? Là thái độ vô trách nhiệm và cương ngạnh. Người giao truyền phúc âm theo cách như vậy có nhiều không? Giao truyền phúc âm như vậy có đạt tiêu chuẩn không? Có thể đạt đến việc tôn cao Đức Chúa Trời và làm chứng cho Ngài không? Không, một chút cũng không. Giao truyền phúc âm như thế chỉ là đem sức lực phục vụ một chút, căn bản không thể coi là thực hiện bổn phận. Vậy thì làm sao để có thể giao truyền phúc âm đạt tiêu chuẩn? Bất kể là ai đang tìm hiểu con đường thật, trước hết, người phải thực hiện công tác chuẩn bị và tự trang bị lẽ thật cho mình, rồi dựa vào lòng yêu thương, sự nhẫn nại, bao dung và lòng trách nhiệm để làm tốt bổn phận của mình, không được có những uế tạp, làm gì cũng phải tới nơi tới chốn. Giao truyền phúc âm như thế mới đạt tiêu chuẩn. Nếu hoàn cảnh không cho phép, hoặc nếu người đang tìm hiểu từ chối nghe và bỏ đi, thì đó không phải trách nhiệm của ngươi. Ngươi đã làm những gì mình nên làm và lương tâm của ngươi sẽ không cắn rứt. Như thế nghĩa là ngươi đã làm hết trách nhiệm. Có người tuy rằng phù hợp với nguyên tắc để được rao truyền phúc âm, nhưng thời cơ hiện tại không được phù hợp cho lắm. Chưa phải thời điểm của Đức Chúa Trời. Trong trường hợp này, công tác rao truyền phúc âm phải được tạm hoãn. Có phải tạm hoãn nghĩa là ngươi không rao truyền cho người đó nữa không? Không có nghĩa là không rao truyền nữa, chỉ là đợi thời cơ thích hợp mới rao truyền. Không nên rao truyền cho những người nào? Ví dụ như, khi một người nói tiếng lạ, không phải 1-2 ngày hay thậm chí 1-2 năm, mà trong một thời gian dài và mọi lúc mọi nơi đều có thể nói như vậy, thì người này là một tà linh và không được rao truyền cho họ. Lại có những người bề ngoài có vẻ là người tốt, nhưng khi nghe ngóng và tìm hiểu, người phát hiện họ đã phạm tội dâm loạn với nhiều người. Rao truyền phúc âm cho những người như vậy sẽ gây ra nhiều phiền phức, dễ gây nhiễu loạn cho những người được Đức Chúa Trời chọn. Vậy nên, tuyệt đối không được rao truyền cho họ. Còn có những mục sư tôn giáo mà cần quá nhiều công sức để tiếp nhận lẽ thật. Ngay cả khi sẵn lòng tiếp nhận, họ vẫn có những điều kiện, phải làm lãnh đạo hay chấp sự mới chịu. Đa số loại người này đều là những kẻ địch lại đấng Christ. Theo nguyên tắc, không nên rao truyền cho họ. Trừ phi
họ cam nguyện đem sức lực phục vụ rao truyền phúc âm và có thể mang nhiều người đến thì mới được phép rao truyền phúc âm cho người như vậy. Nếu người nào có nhân tính quá ác độc, mới nhìn vẻ bề ngoài ngươi đã biết họ là kẻ ác, thì hạng người này tuyệt đối sẽ không tiếp nhận lẽ thật và không bao giờ biết ăn năn. Người như vậy, dù có vào được hội thánh, thì cũng sẽ là đối tượng bị khai trừ. Vì vậy, tuyệt đối không được rao truyền cho họ. Rao truyền cho người như vậy cũng giống như đưa Satan và ma quỷ vào hội thánh. Còn một tình huống nữa là khi trẻ vị thành niên sẵn lòng tin vào Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, ở những quốc gia dân chủ, trẻ vị thành niên phải nhận được sự đồng ý của người bảo hộ nếu muốn tham gia vào đời sống hội thánh và thực hiện bổn phận. Đừng lơ là về điều này. Cần giải quyết một cách hợp lý, cần có sự khôn ngoan mới được. Ở Trung Quốc, chỉ cần một phụ huynh dẫn dắt một trẻ vị thành niên như thế tin vào Đức Chúa Trời thì hoàn toàn có thể. Nếu không còn là trẻ vị thành niên nữa và lĩnh hội được lẽ thật, muốn tin vào Đức Chúa Trời nhưng bị cha mẹ phản đối và hạn chế, thì thanh niên đó có thể rời bỏ gia đình, thoát khỏi sự kìm kẹp và cản trở của cha mẹ mà đến hội thánh để tin và đi theo Đức Chúa Trời. Làm như thế hoàn toàn chính đáng. Tương tự như hoàn cảnh của Phi-e-rơ khi ông tin Đức Chúa Trời. Tóm lại, bất kể hoàn cảnh như thế nào, chỉ cần những điều kiện khách quan cho phép và không vi phạm luật pháp thì đều nằm trong phạm vi cho phép rao truyền phúc âm. Phải tiếp cận với chuyện này bằng nguyên tắc lẽ thật và sự khôn ngoan. Khi rao truyền phúc âm, làm cách nào mới có thể thực hiện bổn phận đạt tiêu chuẩn? Trước hết, phải có thể lĩnh hội và hiểu được lẽ thật thuộc phương diện rao truyền phúc âm. Chỉ khi hiểu được lẽ thật mới có thể có quan điểm đúng đắn, biết cách giải quyết những quan điểm sai trái hoặc vô lý, biết cách làm việc và xử lý vấn đề phù hợp với nguyên tắc lẽ thật. Sau đó, sẽ có thể phân định những cách làm sai trái và cách làm của những kẻ địch lại Đấng Christ đi ngược lại nguyên tắc lẽ thật. Như vậy, họ sẽ tự nhiên hiểu nguyên tắc lẽ thật nào nên nắm để thực hiện bổn phận giao truyền phúc âm. Để thực hiện bổn phận này, lẽ thật nào tối quan trọng phải hiểu đầu tiên? Người phải hiểu rằng, rao truyền tin tức về công tác của Đức Chúa Trời là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi một người được Đức Chúa Trời chọn. Đây là sự ủy thác của Đức Chúa Trời cho mỗi một người. Đây là nguồn gốc của bổn phận. Có người nói, con không nằm trong đội phúc âm, vậy thì con có trách nhiệm và nghĩa vụ này không? Ai cũng có trách nhiệm và nghĩa vụ này. Lẽ thật liên quan đến phương diện bổn phận này hữu dụng cho tất cả mọi người. Ta không biết các ngươi có để ý một hiện tượng thế này trong việc sắp xếp nhân sự khác nhau của hội thánh không? Có người đã từng là lãnh đạo, nhưng sau đó họ bị thay thế vì không làm công tác thực tế. Sau khi bị thay thế, vì không có bất kỳ kỹ năng hay sở trường gì, nên họ không thể thực hiện những bổn phận đặc thù. Cuối cùng, họ được phân vào đội phúc âm để rao truyền phúc âm, hoặc để chăm tưới người mới, hay để thực hiện một số bổn phận bình thường. Nếu trong hội thánh mà họ không làm tốt được bất kỳ bổn phận nào, thì nên xử lý thế nào? Những người như thế là phế vật, nên bị đào thải. Vậy nên, nếu ngươi không xứng với chức vụ lãnh đạo nên bị thay thế, và ngươi không có tài cán hay kỹ năng đặc thù nào, thì ngươi phải chuẩn bị để đi rao truyền phúc âm. Nếu ngươi có thể rao truyền phúc âm và làm được bổn phận trong đội phúc âm, thì lẽ thật về việc thực hiện bổn phận đạt tiêu chuẩn sẽ liên quan đến ngươi. Nếu đến cả bổn phận rao truyền phúc âm mà ngươi cũng không làm được, thì lẽ thật về việc thực hiện bổn phận đạt tiêu chuẩn không liên quan đến ngươi. Và trong nhà Đức Chúa Trời, trong thời gian công tác của Đức Chúa Trời,
Công tác thực hiện bổn phận chẳng có liên quan gì đến ngươi cả. Trong lòng ngươi nên biết rõ tất cả những điều đó có ngụ ý gì. Nếu ngươi không thực hiện bất kỳ bổn phận nào, thì ngươi có liên quan gì đến công tác của Đức Chúa Trời không? Vì vậy, bất kể là người ta thực hiện loại bổn phận gì, cuối cùng, nếu họ có thể kiên trì thực hiện bổn phận đến cùng đối với bổn phận của mình, thì đương nhiên là tốt nhất. Có người nói, con không sẵn lòng giao truyền phúc âm vì việc đó khiến con phải luôn tiếp xúc với người lạ. Có đủ hạng người xấu có khả năng làm mọi việc xấu xa. Đặc biệt, người trong tôn giáo coi những người giao truyền phúc âm của Đức Chúa Trời ở thời kỳ sau Rốt như là kẻ thù và rất có khả năng giao nộp họ cho chính quyền của Satan. Họ còn ác hơn người ngoại đạo. Con không chịu nổi cái khổ này. Lỡ như chúng đánh con đến chết, đến tàn tật, hoặc giao con cho con rồng lớn sắc đỏ, thì con xong đời. Nếu ngươi đã không chịu nổi đau khổ và vóc dạc của ngươi nhỏ như vậy, thì ngươi cứ nên làm tốt công tác trong công việc hiện tại của ngươi đã. Như thế mới là lựa chọn sáng suốt. Đương nhiên, sẽ tốt hơn nhiều nếu ngươi có thể thực hiện nhiều bổn phận khác nhau cũng như rao truyền phúc âm. Rao truyền phúc âm không chỉ là trách nhiệm của các thành viên trong đội phúc âm, mà là trách nhiệm của mỗi một người. Vì ai cũng đã nghe phúc âm và tin mừng về công tác mới của Đức Chúa Trời từ Đức Chúa Trời, nên ai cũng có trách nhiệm và nghĩa vụ rao truyền phúc âm này để ngày càng nhiều người nghe tin mừng này, rồi đến nhà Đức Chúa Trời, đến trước Đức Chúa Trời để tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài. Việc này sẽ giúp cho công tác của Đức Chúa Trời nhanh chóng kết thúc. Đó là sự ủy thác của Đức Chúa Trời, là tâm ý của Ngài. Có những người rao truyền phúc âm, suốt ngày bận rộn rao truyền phúc âm, nhưng sau mấy năm rao truyền lại không đưa về nổi một người nào. Đây là chuyện gì vậy? Trông họ rất bận rộn và có vẻ họ rất để tâm khi thực hiện bổn phận. Vậy tại sao họ chưa đưa về được ai? Thực ra, bổn phận rao truyền phúc âm hay các bổn phận khác thì đều phải hiểu những lẽ thật tương tự nhau. Nếu một người rao truyền phúc âm mấy năm trời mà không đưa về được ai, nghĩa là người này có vấn đề. Những vấn đề này là gì? Vấn đề chủ yếu là trong khi rao truyền phúc âm, họ không thông công rõ ràng lẽ thật về khải tượng. Tại sao mối thông công của họ lại không rõ ràng? Hoặc là vì tố chất của họ quá kém cho việc này, hoặc là vì họ bận rộn cả ngày một cách vô ích, không có thời gian đọc lời Đức Chúa Trời hay suy ngẫm về lẽ thật, cũng không hiểu bất cứ điều gì về lẽ thật, không giải quyết được bất cứ quan niệm, tà thuyết hay luận điệu sai trái nào. Nếu cả hai tình huống này đều tồn tại, thì có thể thực hiện bổn phận rao truyền phúc âm được không? E là sẽ rất khó để họ đưa được người ta về. Cho dù họ rao truyền phúc âm bao nhiêu năm đi nữa, cũng sẽ chẳng có kết quả rõ ràng. Để rao truyền phúc âm, trước hết phải hiểu lẽ thật về phương diện khải tượng. Bất kể người ta đưa ra câu hỏi gì, chỉ cần ngươi thông công về lẽ thật một cách sáng tỏ, thì ngươi có thể giải quyết vấn đề của họ. Nếu không hiểu lẽ thật về khải tượng và thông công như thế nào cũng không thể nói được rõ ràng, thì ngươi có rao truyền phúc âm kiểu gì cũng sẽ không có kết quả. Nếu không hiểu lẽ thật, thì ngươi nên chú trọng tìm kiếm lẽ thật và thông công về lẽ thật. Nếu ngươi đọc thêm lời Đức Chúa Trời, nghe giảng đạo nhiều hơn, thông công thêm lẽ thật về phương diện rao truyền phúc âm, luôn dốc sức rèn luyện thông công lẽ thật về khải tượng, đạt đến thực sự hiểu lẽ thật về khải tượng, có thể giải quyết được những quan niệm và vấn đề thường gặp nhất của những người trong tôn giáo, thì ngươi sẽ có thể đạt được một số kết quả, còn hơn là không có chút kết quả gì.
Vì vậy, không hiểu được lẽ thật về phương diện khải tượng trong công tác của Đức Chúa Trời chính là một lý do khiến người ta không đạt kết quả khi giao truyền phúc âm. Ngoài ra, người không nắm vững, không hiểu được những câu hỏi của người đang tìm hiểu con đường thật. Người không nhìn thấu được lòng họ để tìm xem vấn đề lớn nhất của họ nằm ở đâu, và chủ yếu là vấn đề nào đang cản trở sự tiếp nhận con đường thật của họ. Nếu không xác định được những vấn đề này, thì ngươi không có cách nào giao truyền phúc âm hay làm chứng về Đức Chúa Trời với người khác. Nếu ngươi chỉ rèn luyện giao truyền phúc âm bằng cách giảng những lý luận sáo rỗng thì không ổn. Một khi những người đang tìm hiểu bắt đầu hỏi, thì ngươi không giải đáp được, chỉ có thể nói một chút đạo lý để lấp liếm cho qua chuyện. Rao truyền phúc âm theo cách này có đưa được người ta về không? Chắc chắn là không. Nhiều lúc, vì người không giải đáp rõ ràng những câu hỏi của họ mà những người đang tìm hiểu không thể nhanh chóng tiếp nhận con đường thật. Họ sẽ thắc mắc tại sao một người đã tin rất lâu như ngươi lại không thể giải thích rõ ràng cho những câu hỏi này. Trong lòng họ sẽ nghi ngờ liệu đây có phải con đường thật không, nên họ sẽ không dám tin, không dám tiếp nhận. Đây chẳng phải là tình huống thật sao? Đây là lý do thứ hai khiến người ta không thể giao truyền phúc âm đạt kết quả. Nếu muốn giao truyền phúc âm nhưng lại không thể giải quyết được những vấn đề thực tế, thì người không có cách nào để giao truyền phúc âm cho người ta. Nếu không hiểu lẽ thật, làm sao người có thể giải quyết vấn đề của họ được? Vì vậy, nếu muốn đạt kết quả trong việc giao truyền phúc âm, người phải dốc công sức tìm kiếm lẽ thật và hiểu cho triệt để mọi câu hỏi mà những người đang tìm hiểu đưa ra. Thông công về lẽ thật cho người khác như vậy thì sẽ có thể giải quyết được vấn đề. Một số người giao truyền phúc âm luôn tìm lý do khách quan, nói rằng những người này quá khó giải quyết, người sau lại lệch lạc hơn người trước, không ai tiếp nhận lẽ thật, ai cũng phản nghịch và cương ngạnh, cứ luôn bám vào những quan niệm tôn giáo. Thế là họ không dốc công sức để giải quyết những khó khăn và vấn đề của những người này, nên họ giao truyền phúc âm bao nhiêu lần thì thất bại bấy nhiêu lần. Họ không có chút lòng yêu thương nào và không kiên trì bền bỉ. Nhìn bên ngoài, có vẻ họ rất bận rộn, nhưng thực ra họ chưa dốc đủ công sức cho từng người đang tìm hiểu con đường thật. Đối với những câu hỏi từ những người này, họ không nghiêm túc, vô trách nhiệm, không tìm kiếm lẽ thật mà giải quyết để từng bước giải quyết những câu hỏi này và cuối cùng đưa được những người đó về. Thay vào đó, họ chỉ làm qua loa. Bất kể đã để mất bao nhiêu người, họ vẫn giữ cách làm đó, làm 3 ngày thì nghỉ 2 ngày. Họ coi việc giao truyền phúc âm là cái gì? Thành một trò chơi, một loại giao tế. Họ cảm thấy hôm nay tiếp xúc với dạng người này thì thật náo nhiệt, ngày mai tiếp xúc với dạng người kia thì sẽ mới mẻ. Cuối cùng họ chẳng đưa về được ai. Khi không đưa được ai về, họ chẳng bao giờ bị dằn vặt hay có ý thức gánh vác. Giao truyền phúc âm như vậy thì họ có thực hiện tốt bổn phận không? Chẳng phải họ đang qua loa chiếu lệ và đang lừa gạt Đức Chúa Trời sao? Người luôn giao truyền phúc âm theo cách này thì không phải là đang thực sự thực hiện bổn phận, vì họ không làm tròn được chút trách nhiệm nào, chỉ toàn qua loa chiếu lệ. Còn những lý do nào gây ra thất bại trong việc đưa được người về khi giao truyền phúc âm nữa không? Các ngươi nói xem. Không giao truyền phúc âm theo nguyên tắc. Cũng có tình huống như vậy. Một số người khi giao truyền phúc âm chỉ quan tâm về số lượng, không giao truyền theo nguyên tắc và thường không thể đưa được người ta về. Còn một tình huống nữa là khi một số người ở đội phúc âm thích tranh đoạt đối tượng phúc âm,
nghĩ rằng người nào giao truyền phúc âm cho nhiều người hơn thì có công lao hơn. Khi họ cạnh tranh như vậy thì sẽ không mang lại sự xây dựng gì cho đối tượng phúc âm, lại còn khiến họ nảy sinh quan niệm. Các người tin Đức Chúa Trời mà không đoàn kết, lại còn đố kỵ và tranh chấp. Thế là họ không muốn tin nữa. Đây chính là gây trở ngại cho người ta. Đây có phải cũng là một phần lý do khiến họ thất bại trong việc đưa người ta về khi giao truyền phúc âm không? Một số đối tượng phúc âm đã sống trong xã hội một thời gian dài và đề phòng mọi loại người, nhất là những người lạ. Nếu không có người trung gian giới thiệu, họ sẽ rất cảnh giác khi lần đầu gặp ai đó. Ví dụ, nếu người vừa tiếp xúc với một người lạ, người chắc chắn sẽ không tùy tiện nói cho họ biết tên, địa chỉ và số điện thoại của mình. Khi người đã quen với họ, đã hiểu biết về nhau, biết họ không có ác ý gì với người, thì các ngươi sẽ trở thành bạn bè. Chỉ khi đó, người mới cho họ biết thông tin này. Tuy nhiên, một số người giao truyền phúc âm không thể hiểu được người ta. Người ta mới cảnh giác họ một chút thì họ liền gọi những người này là giả dối và tà ác. Họ định tội tâm lý đề phòng của người ta, đẩy trách nhiệm của họ lên người ta. Chẳng phải ngươi cũng cảnh giác với người lạ đó sao? Tại sao ngươi không định tội bản thân mà lại nghĩ bản thân cảnh giác như thế là khôn ngoan? Đối đãi với người ta như vậy là không công bằng. Có người giao truyền phúc âm vừa mới gặp đối tượng phúc âm đã hỏi ngay thông tin cá nhân của họ. Người ta không cho thì không muốn giao truyền nữa. Đây là loại tâm tính gì? Là tâm tính ác độc. Một chút chuyện nhỏ mà không thỏa mãn yêu cầu của họ là họ đã nổi nóng không giao truyền phúc âm cho người ta. Thật bỉ ổi. Tại sao ngươi lại muốn giao truyền phúc âm cho người khác? Có phải ngươi đang thực hiện bổn phận không? Nếu ngươi cứ làm theo sở thích của mình, thì có còn là thực hiện bổn phận không? Chẳng phải đây chỉ đơn thuần là người đem sức lực phục vụ sao? Ngươi giải trình thế nào trước Đức Chúa Trời đây? Nếu ngươi trước sau không ăn năn, thì sẽ bị Đức Chúa Trời định tội và đào thải. Đấy là chính ngươi tự chuốc lấy. Ta nghe nói có một chuyện như thế này. Các thành viên của hai đội phúc âm cùng tiếp xúc một đối tượng phúc âm. Sau đó họ tranh giành với nhau. Cả hai bên đều cho rằng họ là người đã tiếp xúc với người này trước. Tranh giành chuyện này có ích gì? Chẳng phải đây là chuyện vô tri sao? Không được làm chuyện như vậy. Vậy làm thế nào mới thích hợp? Mọi người phải thảo luận chuyện này cùng nhau. Ai là người tiếp xúc trước cũng được. Khi thấy mình đã liên hệ với cùng một người, thì hãy cùng nhau giao truyền phúc âm, phân công và hợp tác. Nếu ban đầu ngươi định dành 2 tháng để giao truyền phúc âm cho người này, giờ có nhiều người hơn, hãy cố làm xong trong 1 tháng. Sau đó, mọi người nên cùng nhau thông công về những vấn đề và khó khăn của đối tượng phúc âm, về những phương diện lẽ thật nào mà mọi người cần tìm kiếm để giải quyết, về cách hai đội nên hợp tác, vân vân. Mục đích của việc này là gì? Chính là để đưa người này về và thực hiện được bổn phận của mình. Khi mọi người đồng tâm hợp ý, cùng nhau thông công và hướng mọi nỗ lực tới cùng một mục tiêu, thì Đức Thánh Linh sẽ khai sáng và dẫn dắt họ. Khi đoàn kết, mọi người có thể dễ dàng làm mọi việc, sẽ nhận được sự chúc phúc và sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, nếu ngươi không làm theo cách này, nếu ngươi cứ luôn tranh cãi với người khác, luôn lo cho công chuyện của mình, luôn vạch ranh giới rõ ràng giữa ngươi và người khác, chỉ quan tâm đến việc tự mình đưa người về khi giao truyền phúc âm. Kiểu như, anh giao truyền là việc của anh, tôi đưa người về là việc của tôi.
thì có thể đồng tâm hợp ý làm tốt bổn phận không? Có lúc có thể một mình thực hiện bổn phận, nhưng có lúc cần phải hợp tác cùng nhau một cách hài hòa thì mới có thể làm tốt công tác của Hội Thánh. Nếu như ai cũng hành động một mình và không hợp tác hài hòa, kết quả là làm hỏng công tác của Hội Thánh. Ai sẽ chịu trách nhiệm cho việc này? Ai cũng có trách nhiệm hết, và người phụ trách phải chịu phần trách nhiệm lớn hơn nữa. Khi làm hỏng công tác của Hội Thánh, người không những không làm tốt bổn phận mà còn làm việc ác lớn, khiến Đức Chúa Trời ghê tởm và có ác cảm. Như vậy thì ngươi gặp rắc rối rồi. Nếu Đức Chúa Trời định tội ngươi là một kẻ ác hoặc một kẻ địch lại Đấng Christ làm nhiễu loạn công tác của Hội Thánh, thì sẽ càng tệ hơn. Ngươi chắc chắn sẽ bị tỏ lộ và loại bỏ, thậm chí sẽ phải chịu trừng phạt. Nếu ngươi từ bỏ bổn phận thì sẽ tương đương với chuyện gì? Ngươi sẽ không có phần trong công tác của Đức Chúa Trời, sẽ không phải là đối tượng mà Ngài cứu rỗi. Ngươi sẽ nằm trong số những người ngoại đạo và sẽ mất đi ý nghĩa của việc sống. Hôm nay ngươi sống vì cái gì? Ngươi có giá trị gì trong đội phúc âm? Làm sao ngươi thể hiện được giá trị cá nhân của ngươi? Ngươi phải hoàn thành trách nhiệm của mình đến nơi đến chốn, làm tốt bổn phận và có thể đảm bảo với Đức Chúa Trời, nói rằng: Con đã đưa về được một số người bằng cách giao truyền phúc âm. Con đã làm mọi việc trong khả năng của mình, dù có tố chất kém và không có được bao nhiêu thực tế lẽ thật. Con đã dốc hết sức lực của mình rồi. Con đã thực hiện bổn phận mà không bỏ ngang, buồn bực, tiêu cực hay lười biếng, cũng không mượn việc thực hiện bổn phận để mưu đồ danh lợi. Thay vào đó, con đã chịu không ít sự nhục nhã trong khi giao truyền phúc âm, chịu đựng sự nhục mạ và xua đuổi từ giới tôn giáo, và phải ngủ trên đường phố. Dù có lúc tiêu cực và yếu đuối, nhưng con đã không từ bỏ bổn phận của mình, mà đã luôn kiên trì trong việc giao truyền phúc âm. Con tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự bảo vệ và dẫn dắt mà Ngài ban cho con. Đây chính là thực sự làm hết trách nhiệm. Đến một ngày, người sẽ có thể mang một lương tâm không có gì cắn rứt như vậy mà đến trước Đức Chúa Trời để giải trình. Hoặc có thể ngươi đã gặp nhiều đối tượng phúc âm, nhưng không đưa về được nhiều người. Tuy nhiên, dựa vào tố chất và những việc làm của ngươi, ngươi đã làm hết sức mình và cũng chỉ đưa được từng đó người về. Trong trường hợp này, Đức Chúa Trời sẽ đánh giá ngươi như thế nào? Ngươi đã thực hiện bổn phận đạt tiêu chuẩn, ngươi đã hết sức và cũng đã hết lòng. Để giao truyền cho những đối tượng phúc âm, ngươi đã dốc hết sức để trang bị cho mình lẽ thật về khải tượng và đọc cho thông thuộc những câu kinh thánh có liên quan. Cái gì cần nhớ thì nhớ, cái gì không nhớ được thì ngươi viết ra. Khi giao truyền phúc âm, bất kể ngươi gặp ai và họ hỏi những câu hỏi gì, ngươi đều có thể giải quyết. Như thế, công tác giao truyền phúc âm của ngươi ngày càng hiệu quả hơn và ngươi có thể đưa về ngày càng nhiều người hơn. Để đưa về được nhiều người hơn khi giao truyền phúc âm, để làm tốt bổn phận và thực hiện trách nhiệm của mình, ngươi đã khắc phục nhiều khó khăn trong bản thân mình, kể cả những thiếu sót, yếu đuối, những cảm xúc tiêu cực, vân vân. Ngươi đã khắc phục mọi điều này và đã dành nhiều thời gian cho nhiệm vụ này. Khắc phục những khó khăn đó có phải là điều cần có để làm tốt bổn phận không? Ngoài ra, để khiến những người đang tìm hiểu con đường thật có thể nghe tiếng Đức Chúa Trời, hiểu và biết công tác của Đức Chúa Trời, tiếp nhận con đường thật, thì ngươi cần phải hiểu nhiều hơn nữa về lẽ thật để có thể làm chứng tốt hơn cho công tác của Đức Chúa Trời. Bất kể ngươi thông công về lẽ thật nông cạn hay sâu sắc, ngươi cũng nên có lòng yêu thương và sự nhẫn nại. Có thể người nghe ngươi giảng đạo lại giễu cợt, nhục mạ,
cự tuyệt hoặc không hiểu ngươi. Bất kể thế nào, nếu ngươi có thể nhìn nhận những chuyện này một cách đúng đắn và dùng lòng nhẫn nại mà thông công về lẽ thật với họ. Ngươi dốc nhiều công sức và trả rất nhiều cái giá cho việc này. Như vậy là ngươi đã làm hết trách nhiệm. Như vậy là thực hiện bổn phận đạt tiêu chuẩn. Có những người giao truyền phúc âm gặp một đối tượng phúc âm kiêu ngạo vì gia đình giàu có và địa vị cao trong xã hội. Lúc đứng trước người ta thì luôn cảm thấy thấp kém hơn, trong lòng rất khó chịu. Sự khó chịu này có ảnh hưởng đến việc thực hiện bổn phận của ngươi không? Nếu nó ảnh hưởng đến ngươi, khiến ngươi không thể làm tốt bổn phận và không thể làm hết trách nhiệm, thì ngươi đang không thực hiện bổn phận rồi. Nếu nó chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng của ngươi, khiến ngươi không vui và khó chịu, nhưng ngươi không buông bỏ bổn phận, không quên đi trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, cuối cùng ngươi hoàn thành và làm tốt công tác, như thế mới là thực sự thực hiện bổn phận. Đây có phải lẽ thật không? Đây là lẽ thật và con người nên tiếp nhận nó. Có phải ngươi cũng có thể gặp phải loại tình huống như vậy không? Ví dụ, một số đối tượng phúc âm vì biết ngươi đến từ vùng nông thôn mà không xem trọng ngươi, thậm chí có thể hạ thấp ngươi. Ngươi sẽ xử lý thế nào? Ngươi nói, tôi sinh ra trong nghèo khó ở vùng quê, còn anh sinh ra trong cuộc sống ưu việt ở thành phố. Việc này do Đức Chúa Trời tiền định. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời ân đãi bất kể chúng ta được sinh ra ở đâu. Chúng ta sống trong thời đại này, được theo kịp công tác của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt. Chúng ta đều có phúc. Những lời này là sự thật, chứ không phải là để đề cao bản thân. Đối tượng phúc âm sẽ nói, thế thì anh không có phúc bằng chúng tôi. Chúng tôi được hưởng thụ đời này và cả đời sau, còn các anh chỉ được hưởng thụ đời sau. Vì vậy chúng tôi được hưởng thụ nhiều hơn các anh. Người nói, đây đều là sự ân đãi của Đức Chúa Trời. Vì họ không biết công tác của Đức Chúa Trời nên có cần thiết phải tranh cãi với họ không? Nếu người không coi trọng những thứ như thế thì người sẽ không tranh cãi với họ. Trong lòng ngươi nên hiểu rõ rằng lòng mình có bổn phận, vai mình có gánh nặng, mình có sứ mạng và nghĩa vụ. Mình sẽ không tranh cãi với họ về chuyện đó, rồi sẽ đến ngày họ tin và trở về nhà Đức Chúa Trời, khi đã nghe giảng đạo nhiều hơn và hiểu được một vài lẽ thật, họ sẽ nghĩ về hành vi và hành động của mình hôm nay mà tự thấy hổ thẹn. Nếu ngươi nghĩ như thế, lòng ngươi sẽ rộng mở. Sự thật cũng sẽ là vậy. Nếu ngươi thực sự đưa được họ về và họ thực sự mưu cầu lẽ thật, thì sau khi tin khoảng 3 hoặc 5 năm, họ sẽ nhận ra rằng ban đầu họ đối đãi với ngươi như vậy là không thích hợp, vô nhân tính và không phù hợp với lẽ thật. Rồi khi gặp lại ngươi, họ sẽ phải xin lỗi ngươi. Trong quá trình giao truyền phúc âm, người sẽ không ít lần gặp dạng tình huống này. Các người nói xem, lúc gặp phải loại tình huống này thì ta nên xử lý thế nào? Ta không để ý nhiều đến những việc như vậy, nó chẳng là gì cả. Nếu người nghĩ nó chẳng là gì cả, thì lời họ nói sẽ không ảnh hưởng gì đến người. Đây gọi là có phóc giạc. Nếu ngươi hiểu lẽ thật và có thực tế lẽ thật, ngươi sẽ có thể nhìn thấu nhiều cách nói hay cách làm, được cho là gây hại đến mọi người, và ngươi sẽ có thể hóa giải được chúng. Tuy nhiên, nếu không thể nhìn thấu được những điều này, ngươi sẽ ghi nhớ những chuyện đó suốt đời. Một ánh mắt, một câu nói hoặc một cử chỉ của bất cứ ai cũng có thể làm ngươi tổn thương. Tổn thương đến mức độ nào? Chúng sẽ để lại sẹo trong lòng ngươi. Khi thấy người giàu có, người có địa vị cao hơn ngươi,
hoặc người giống như những người đã từng coi thường và đả kích ngươi, thì ngươi sẽ sợ hãi và rụt rè. Làm sao ngươi thoát khỏi sự rụt rè này? Ngươi phải nhìn thấu thực chất của họ. Bất kể họ là nhân vật lớn thế nào, bất kể thân phận, địa vị của họ là gì, thì họ cũng chỉ là con người bại hoại, chẳng có gì đặc biệt cả. Nếu nhìn nhận được như vậy, lòng ngươi sẽ không còn bị kìm kẹp nữa. Trong công tác giao truyền phúc âm, người chắc chắn sẽ gặp phải những vấn đề này. Chúng là những vấn đề thường gặp. Có người sẽ không hiểu ngươi hoặc kỳ thị ngươi, thậm chí nói bóng nói gió những lời khó nghe để châm biếm ngươi. Có người sẽ nói rằng người giao truyền phúc âm để kiếm tiền, kiếm lợi hoặc để tìm người yêu. Gặp chuyện như thế, người sẽ làm thế nào? Người có nên tranh cãi với những người như thế không? Nhất là khi đối tượng phúc âm đến từ một gia đình có tiền, người đang ăn một bữa ăn trong nhà họ và phải nhìn sắc mặt của họ, thì ngươi nên làm gì? Nếu để giữ thể diện mà không ăn ở nhà họ nữa, ngươi có thể tiếp tục giao truyền phúc âm với cái bụng rỗng không? Ở trong tình huống như vậy, ngươi nên suy ngẫm như thế này. Hôm nay mình có thể ăn ở nhà họ và giao truyền phúc âm cho họ. Họ có thể tiếp đón người giao truyền phúc âm. Đây là vận may của họ. Sự thật đúng là như vậy. Đây là vận may của họ. Họ không nhận ra điều đó, nhưng trong lòng ngươi thì phải biết rõ như thế. Trong khi giao truyền phúc âm, sẽ thường xuyên gặp phải sự châm biếm, chế giễu, nhạo báng và phỉ báng như thế, thậm chí có thể rơi vào những tình huống nguy hiểm. Ví dụ như, một số anh chị em bị kẻ ác tố cáo hoặc bắt cóc, và những người khác thì bị báo cảnh sát, bị giao nộp cho chính quyền khi giao truyền phúc âm cho người khác. Một số người có thể bị bắt và bỏ tù, trong khi những người khác thậm chí có thể bị đánh đến chết. Những tình huống này đều có hết. Nhưng giờ đây, khi đã biết về những việc này, chúng ta có nên thay đổi thái độ của mình đối với công tác giao truyền phúc âm không? Giao truyền phúc âm là bổn phận và nghĩa vụ của mọi người. Bất kỳ lúc nào, bất kể những gì chúng ta nghe hoặc những gì chúng ta thấy hoặc gặp phải kiểu đối xử nào, thì chúng ta phải luôn giữ vững trách nhiệm giao truyền phúc âm này. Trong mọi trường hợp, chúng ta không thể từ bỏ bổn phận này vì sự tiêu cực hoặc yếu đuối. Bổn phận giao truyền phúc âm không phải là thuận buồm xuôi gió mà đầy nguy hiểm. Khi các ngươi giao truyền phúc âm, các ngươi sẽ không đối mặt với các thiên sứ hay người ngoài hành tinh hay robot. Các ngươi sẽ chỉ đối mặt với loài người xấu xa và bại hoại, những con quỷ sống và súc sinh. Chúng hết thảy là loài người đang tồn tại trong chốn tà ác này, thế giới tà ác này, đã bị Satan làm bại hoại sâu sắc và chống lại Đức Chúa Trời. Do đó, trong quá trình giao truyền phúc âm, chắc chắn có đủ loại nguy hiểm, huống hồ gì là những chuyện phỉ báng, nhạo báng và hiểu lầm vụn vặt. Đây đều là những chuyện thường xảy ra. Nếu ngươi thực sự coi việc giao truyền phúc âm là trách nhiệm, là nghĩa vụ và là bổn phận của ngươi, thì ngươi sẽ có thể tiếp cận với chúng một cách chính xác và thậm chí xử lý chúng một cách chính xác. Ngươi sẽ không từ bỏ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Ngươi cũng sẽ không thay đổi ý định ban đầu của mình là giao truyền phúc âm và làm chứng cho Đức Chúa Trời vì những điều này. Và ngươi sẽ không bao giờ đặt trách nhiệm này sang một bên, bởi đây là bổn phận của ngươi. Nên hiểu bổn phận này như thế nào? Là giá trị và nghĩa vụ chính của con người sống trong đời này. Việc giao truyền tin mừng về công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt và phúc âm về công tác của Đức Chúa Trời là giá trị của việc con người sống.